thá yếu chống ít thiết cho búa cho đậu chi trịnh lùa tiện sĩ át thá tức tranh chứ mùa và cà phê vào ít thiết họ bầu và cà phê họ át thá tức khí lo sau dấu thơ và tòn tòn nuông tì vị mùa tòn tì thọc lo dòng thọ u át thá giả ý họ cậu thủ lùa thơ tàu đại úy Vũ Đức Thắng đảng viên biên phòng là uồn phí ra nọ phó bí thư đoàn lùa sủa Đắk Long thuyền đầu chương trình phát luồn nánh dây giỏ và nhia chí dưỡng thì có ba uống nò cho tổng phí cà phê. Đại úy Vũ Đức Thắng cộng đoàn bỏ lúa đồn biên phòng Đắk Long tư tùa ba A Thá thi cho phòng dừ lùa. Tuy dạ, khá khó, rau chí, cho cà phê thi tù chùa tránh pha các ở tranh si hạo. Đoàn rải kề nửa cụ xa chứ dị cho đoàn sủa Đắk Long. Hù nọ chứ bóc tù tồng, tùa khía chứ dị tù chùa tổng tổng cà phê cho A Thá thi cho phòng dừ, hối sủa. Chương trình vay vốn của đoàn thanh niên nên tôi được vay với được chương trình giải nhì họ bỏ lùa cũng là tài chế cũng mua chó và cà phê và tá nò của lõi y hợp ta từ một chiếc búa tổng cho lõ sáu nhì chúa nhẹ mì nhộp của chó tàu o dòng thí chia cú giống xưa hành vị lò ba họ cho bỏ lùa lò tá nhì chế nhìn đi cú chế mình cũng mua nông mua hầu tôi rất vui được cái sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên được sự vay vốn nên gia đình tôi được kinh tế cũng tạm ổn định. Ô ly chả có bát bê sảnh nhon tạo dây giỏ lống kế xá bó dụng chó tê á đà giò cậu ua tạ ha khổng nhiệt thìa ba đầu chiến nành thâu kế lùa luôn nành chua khó cho già li no tin tế tứ nho trò sọ sức từ cho tú trò cho chim chua đồn biên phòng Đắk Long bộ đội biên phòng Kon Tum thì cháu nô thờ thọng đại tế trò ua tạo cháu mô hình kia bề sảnh thia ba bề sảnh ua no đồn biên phòng Đắk Long tứ sái chênh tại cho chế nành lùa muôn tàu kế khứ vợ nhẹ về hấu lùa của giỏ im bò chỉnh chênh nhớ dụng trò xia ba kia chữ gì chỉnh chênh nhờ cho lùa ta tỏ nhân tại cho dê giỏ chi mù cản táo chi mù ua no đê chế chính vì lý nó đồn biên phòng Đắk Long tư mùa chiết xá thị khó mô hình cho đảng viên biên phòng là uân thí phó bí thư đoàn sủa có ba cho lúa dê giỏ cả uốn nọ ủ hầu cán bộ đoàn á là hiện nay là phó bí thư đoàn xã đại chứ đoàn nhìn ni nhờ phó bí thư đoàn sủa thao ti lò no chỉ dạ cho bò lùa đã dê giỏ đủ kiện lò bó sò cho cái trái biếc thìa thia cái chứ dị uốn nọ rồi cho bò lùa thon đá ca xia uốn nọ ủ hầu thia chỉnh chênh nhờ sai chùa ca xia dê giỏ đã sủa thia nhờ trách cho chùa bò lùa họ sủa tiêm bò lùa hậu đồn xí sầu xí ba ok và tàu cho sáu môn nông tỳ thạ toàn đủ kiện trên địa bàn của xã và cái cầu nối giữa thanh niên của xã và thanh niên của đồn thì nó được gắn bó khăm khít và đặc biệt là cái việc mà truyền tải được các cái thông tin liên quan đến biên giới thông qua cái kênh của đoàn. Cậu ua tả mô hình no đại úy Vũ Đức Thắng chính trị viên phó đồn biên phòng Đắk Long loi chè ua phó bí thư phí hó đoàn sụa lì non tả hậu lự hó ít tủ tút trò biên phòng tại đồn nữ chỉnh uông phí hậu lự ba đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sụa Đắk Long cho hậu lự đoàn uống mùa giỏ cho kế cộng xia vị cho lùa thia mê nhụa dê giỏ nữ thứ tha ca cho lùa cạo cho kế trái chia cho tông cà phê cậu ua chanh cho tông mùa đà giỏ Tây Nguyên tê á phị tàu nông cà phê mua nông kỳ và cái quyết định của chúng tôi đã đúng đắn vì đồng chí đã chứ gì hấp bé kể tụ trai vị đồng chí tức ua tạo cho bánh sự đà giò chứ gì xí giò thác ca cho cái uống nọ ua hầu sụa cho dê giò thiết uống mua giò cho cái cộng chia chỉnh chanh nhỏ bọ tàu cho cái lống hó biết khía chai uống mạnh cho cái chai chứ gì hó đảng pháp luật tết chào đồng bò lùa thiết bê sành tạo dê giò thiết uống lống chia xá để hao lự hó chóng bò lùa tức bó lống kế uống nọ thiết dù chia thù bó xá nhia là uống nọ ua hầu của đoàn viên thanh niên đã biết chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đã biết vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế để phát huy được sức trẻ. Cậu uống một nông tỳ giò lùa, tả xí họ bò lùa chỉ uống tê hao lự, họ nọ chứ cho cấp ngành thạ đá,
cô mà cũng rõ 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 bỏ lùa cho ủ hậu lự tìm tớ mua cho cái xá mà chay hậu lự đoàn thiết cho cái cổng xia rõ lùa giá tạo cho chứ dĩ mua tranh mà chay đua công tác đoàn và phong trào thanh niên đề ra những chủ trương giải pháp nó thiết thực hơn, nó sát đúng hơn với tùy tình hình địa bàn trên tỏ tá nó hỗ trợ rõ tết chờ nhìn đi nhọc hố mua bộ đội biên phòng xính con tum ở mô hình vai nói chữ biên phòng là quân sĩ phó bí thư sụa hỗ trợ đồn biên phòng Đắk Long nhà đơn vị của tạo mô hình non gió tàn thò thiê của chí thao uống mua nông kỳ ba tranh trò chó lùa thiê nhọc hố lo đã cho mô hình vị đồn thị kho trẻ đồn biên phòng Đắk Long của dân bờ sông cho mô hình tiết thiê trái trò bên sạch chỉnh tranh lý mô hình đảng viên của cứ tì trò chế nành ra ly dạ của ly no tranh tủ nọ chứ đảng viên họ đồn biên phòng giữa sai chùa sai chế nành hấu chó chế dù cá chùa gọi lành ua cứ tì đại sụa Đắk Long của lý lệnh tử của bác vào cái lưu rồng thuộc khó tàu sông họ chế nành thi lầu a biên thiên đại úy quân nhân chuyên nghiệp xin văn bức rồi cái bát tản thò xia họ tủ tì lầu lệnh ua cứ tì chế nành a biên thi thậu chí muôn đồ chào thái chá nà chỉ tàu no tàu ná mê nhựa chỉ là một cạn tá cái nhìn mi chế nành của ua tàu lũ chế đá pháo lũ nành y nuôi gì cả lù đùa long ra lù khi ở đại úy xiêm văn bức chế nành thì lò a biên ta tọ chí thờ tí nọ hấu va ký đỏ va chỉ nhìn đi nữ thứ mua cọn tàu hấu bỏ tí lan nhủ tí xoài khi tạo cái uống nó chia xuống nhà để động viên đưa cháu học hành để sau này đừng bỏ học cho học hết tốt nghiệp. Tôi là chế cỏ hai cháu minh nội sĩ giò cạn tháo cỏ tạo các chỉ khứ chỉ cho đá cho trẻ cả tía chén theo lự ua chỉ kia cho đá cho trẻ khi khử óc khử mũ ít sầu biên của hánh của trò bộ đội biên phòng tức tuổi của chế này biên phân khởi và cảm ơn bộ đội biên phòng đã xuống đông biên đến tôi lúc trong ròn đỏ o thiết tông cà phê nò nhỏ o nhiệt tí thì lò biên tha vì cho chứ dị tu chùa tao đại úy siêng văn bức ngày tề kia chế này tí lò a biên tức tu chùa đó và cà phê tông từ của lò son cho xia có tí tí lò sáu toàn đầu lệnh cứ ti xí giò có bác dây giò bác bê sỉnh do dạ ô muốn nông cây rồng tiện xí nông cây hó và lệnh cứ ti ly trà về yếu mà pi trò chó ti lầu cho chim chua bên phòng tiếng ngày tệ ô tạo ô trả cho cái chai đỡ bao tàu tranh ni nò tranh tủ tút trò cho chim chua lì đại úy Vũ Đức Thắng đại úy Dương Văn Bức chỉ chùa bác bê sỉnh vị hậu lự bánh sự mà trình giọng tàn hó lu chia giọng cái lu lo xí sầu ok nó bê sỉnh rồng lì lệnh cứ ti hó y lu chế chúng tôi xác định rằng là cái nguồn thu nhập chính của gia đình đó là phải bếp thái tránh tiền cháu nhi phải đau hết chế nành giờ trâu xía trâu tông cà phê bếp tuần chi cho nành cho cậu lê trà chế nành bỏ tàu hô lự họ nọ chế biến phòng giáo mùa tranh bếp tứ mình thò cho tê cộng là bếp sạch ua thợ ua mua cho chế cho chế địa chỉ nhịn ni tiếp ua trâu xía đùa ít cho chế cũng mua nhia tàu nó hầu như thế thì dần dần đến hiện nay thì cơ bản là một số hộ gia đình trước đây đã làm nhưng mà bảo vệ hiện nay đã chú tâm làm một số hộ gia đình đã là có nguồn thu nhập bằng những các cái mô hình rất là cụ thể như vậy, rất là thiết thực, rất là hiệu quả như vậy. Nhưng cháu mô hình mua tranh thì nó chỉ mua nông kỳ bộ đội biên phòng sánh con tung rồi cho cấp ủy đảng nó chứ dây dò cho cấp ngành thứ sát chùa trong cái nò nhót ở bên sỉnh thử kia thổ tá nó tức ua bê chương trình vị tết thờ chế mua rau sụa hỗ tàn thò cậu bê sụa tranh nhớ dây dò chia chúa chế ua tía ti cậu thật cậu chí kế phá nó cho ý ạ dùng đây là một cái kết quả rất là tốt. Đại cho dây giòn thủ kia cho cái chai chữ dị đông tả họ đảng tết chờ cho chớ trình uống nọ ua hầu tức một trò lúc nên quyết sỉnh hay nình chờ vì mua tại cho cái uống nọ chia tàu bộ đội biên phòng cải tể ua tạo đảng viên bộ đội biên phòng loan phí ua tử phó bí thư đoàn sụa đảng viên bộ đội biên phòng lệnh cứ tì là cho chế nình hay nình tràn đã dây giò chùa giò o hấu chó chứ dị biết kia chai đó biết sỉnh họ nọ chứ đảng viên đồn biên phòng Đắk Long thạm mề thế bộ đội biên phòng con tum thả đá tức là tàu nung kỳ thị kho tàu cho cái luôn trình rò đảng rò quân đội
vì xếp khá hô lự giò lùa tá chia họ cho tốt trò cho chín chua cho tì lầu tư ba bề sệ ba chia nòi nho chuột khó ủa hô lự ủa tạ tu tí thái tính pha chuột khó đàn tu chị tây nguyên họ tây chào.